Thưa anh chị em, nếu chúng ta đồng hành với các gia đình trẻ với những vấn đề hiện tại các gia đình trẻ đang đối diện, nào là ngoại tình đồng tính nữa kìa, nào là vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm do những cặp hiếm muộn nè, nào là những vấn đề ngừa thai nè, mà ngừa thai thì đủ thứ chuyện, chiếc vòng là nhiều nhất, rồi tới cái condom nè, rồi tới những cái gì ở dưới da nè, rồi viên thuốc ngày hôm sau nè, các anh chị em có biết giáo huấn của Hội Thánh về những vấn đề này không? Khi anh chị em viếng thăm các gia đình gặp toàn những vấn đề này, chúng ta sẽ đồng hành, sẽ đối thoại, sẽ nói chuyện thế nào? Nhiều anh chị em nói vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm là tốt, mà cũng không biết Hội Thánh cấm, mà có nhiều người biết là không được phép, cũng không hề biết tại sao giáo hội cấm. Không phải khi ta sốt sắng ta mới có đức tin mạnh mẽ, mà cả khi ta cảm thấy mình không còn gì để tin, chợt dễ bỏ đạo, dễ bỏ Chúa, ta vẫn tiếp tục không ngã lòng mà vẫn bước tới, thì đó là ta sống hiện diện của Chúa, và Chúa hiện diện trong ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dầu ta không cảm thấy gì. Người ta bảo yêu là cả khi không còn cảm giác yêu vẫn tiếp tục yêu, cả khi hai người chán nhau lắm rồi không còn gì để có thể tiếp tục, mà không những thế, họ còn, đó là họ sống thánh ý của Thiên Chúa, nghĩa là họ tiếp tục trung thành với cái giao ước họ đã công bố lời ưng thuận. Họ tiếp tục hy vọng dẫu không còn gì để có thể trông cậy. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man nâng đỡ tình con, trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn. Tân Hương xin cha có đôi lời để giới thiệu với chúng con. Vâng, kính thưa cha hạt trưởng, kính thưa quý chức cũng như quý vị, cứ 3 tháng một lần, đúng rồi. Và Tân Hương năm nay thì nó lại vào là cái quý cuối cùng, hơn một năm rồi thì quý vị mới trở lại đây. Thế ngày hôm nay trong bầu khí của mùa vọng và đang hướng về ngày đại lễ Chúa Giáng Sinh, cha quản hạt cũng như quý chức và quý vị tới giáo xứ Tân Hương trong cái chu kỳ là 3 tháng một lần. Ngày hôm nay cha hạt trưởng cũng như là quý chức quý vị đã tới đây. Thì ngày hôm nay thì bắt đầu bước vào trong cái đồng hành cùng với gia đình trẻ. Thì chúng ta đã, tất cả các giáo xứ chúng ta đã kết thúc cái năm chuẩn bị rồi cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân rồi. Và bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng là cái chương trình này là chung của Tổng giáo phận và chung của cả Giáo hội Việt Nam Bắc Trung Nam, đồng hành cùng với gia đình trẻ, tức là lập gia đình rồi đó. Bây giờ bắt đầu lập gia đình rồi đó, có gia đình, có tổ ấm rồi đó. Rồi sau này thì con cái, công việc làm ăn, những cái khúc mắc, những cái thao thức, những cái khó khăn thời điểm đó. Rồi ngày hôm nay tất cả chúng ta tập hợp tại nơi đây, kính chúc quý chức quý vị một mùa vọng, một mùa Giáng Sinh và năm mới sắp tới tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, sức khỏe và được sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình. Xin chúc mừng. Đức cha Louis ngài đang tiến vào trang thánh đường, cộng đoàn chúng ta cho chàng pháo tay thật lớn để mừng đức cha đến với giáo hạt của chúng con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, quý chức của hạt Tân Sơn Nhi, tôi rất vinh dự được giới thiệu đức cha Louis, giám mục phụ tá giáo phận chúng ta. Con cũng xin giới thiệu với đức cha
Đây là các quý chức của giáo hạt Tân Sơn Nhì, của 18 giáo xứ và các điểm truyền giáo. Đứng đầu là ban thường vụ, mục vụ của hội đồng giáo hạt Tân Sơn Nhì và các ban ngành của các giáo xứ hạt Tân Sơn Nhì. Mỗi một năm chúng con có 4 lần tĩnh huấn, và năm nay năm bắt đầu năm mục vụ gia đình, khởi đầu cho năm mới mục vụ, và chúng con được Đức Cha đến để khai mạc năm phụng vụ năm nay với chủ đề về mục vụ gia đình là món ruột của Đức Cha. Nên chúng con xin chân thành giới thiệu với Đức Cha. Cảm ơn cha hạt trưởng, quý ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô chương trình luôn, sợ không có đủ thời giờ. Chúng ta xin mời tất cả ngồi. Chương trình làm việc sáng hôm nay 8 rưỡi đến 9 giờ 15 nghe thuyết trình đề tài, nghỉ giải lao 15 phút. Sau đó đến 9 rưỡi chúng ta thảo luận ngay tại nhà thờ. Trong đó có phần thắc mắc chia sẻ từ phía anh chị em. Rồi đến 10 rưỡi chúng ta cùng dâng thánh lễ. Như vậy trong bầu khí hiện diện của Chúa, nghĩa là chúng ta học hỏi nhưng mà trong tinh thần cầu nguyện. Thế cho nên chúng ta tin tưởng có Chúa đang đồng hành với chúng ta. Bây giờ đi vào cái đề tài nói chuyện. Năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh đồng hành với các gia đình trẻ. Năm ngoái 2017 thì nhấn mạnh tới việc giới thiệu với các bạn trẻ, chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Rồi năm sau 2019, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Cho dẫu mỗi năm chúng ta nhấn mạnh vào một cái đối tượng đặc thù, nhưng mục vụ là hướng tới tất cả đoàn chiên, không phân biệt thành phần hay giới nào. Cho nên dẫu chúng ta quan tâm cách đặc biệt đến các gia đình trẻ, nghĩa là những gia đình mới kết hôn trong vòng 5 năm, 10 năm, 15 năm, ta vẫn luôn luôn quan tâm đến mọi gia đình và mọi người. Thế thì riêng các gia đình trẻ nó có những cái vấn đề đặc thù và những cái đặc tính riêng của các gia đình trẻ, cho nên chúng ta quan tâm cách riêng đến các thành phần này. Các anh chị để ý cái chủ đề là đồng hành với các gia đình trẻ. Chữ đồng hành là quan trọng, bởi vì mục vụ gia đình xưa rầy chúng ta vẫn làm. Nhưng mà hôm nay Hội Thánh nhấn mạnh tới việc đồng hành, không chỉ là dạy hay là tĩnh tâm cầu nguyện hay là phụng vụ, mà còn là đồng hành. Đồng hành trong mọi công việc, trong mọi lĩnh vực, từ đời sống kinh tế xã hội cho đến đời sống tình cảm gia đình, cho đến đời sống tâm linh của gia đình. Chúa Giêsu Kitô khi phục sinh và thăng thiên, Ngài ra lệnh cho các môn đệ, cho hội thánh là các con hãy đi giảng dạy muôn dân, dạy cho họ mọi điều Thầy đã truyền dạy, và này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
vừa là một lệnh truyền đi loan báo tin mừng, vừa là một lời hứa Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu phục sinh, Ngài không hiện diện một cách thể lý như thời gian 33 năm ở trần gian, mà Ngài hiện diện một cách bí tích qua trong hội thánh. Như vậy người ta cảm nhận Chúa Giêsu phục sinh hiện diện, đồng hành, hướng dẫn, cứu độ là qua cái dung mạo nhân loại là hội thánh. Mà hội thánh là ai? Hội thánh là tất cả chúng ta đây. Mỗi khi các tín hữu mà hội họp lại nhân danh Chúa Giêsu Kitô thì ta có hội thánh. Nhưng mà ta còn có hội thánh tại gia, hội thánh nhỏ, thường trực, đó là các gia đình nữa. Nhưng mà hội thánh tại gia thì bé nhỏ, bé bỏng, mong manh, dễ bị thương quá, và rất cần đến sự hiện diện của Chúa qua hội thánh. Cho nên việc đồng hành với các gia đình trẻ, vốn là những gia đình càng mong manh hơn nữa, thì cái việc đồng hành này lại càng cần phải quan tâm đặc biệt hơn. Như vậy Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện và đồng hành là thông qua hội thánh, mà hội thánh là cộng đoàn dân Chúa, trong đó có các thành phần, đó là hàng giáo phẩm, giám mục, linh mục, rồi tu sĩ, rồi giáo dân. Các gia đình sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua những con người đại diện hội thánh họ thường xuyên tiếp xúc. Bản thân các gia đình đã là hội thánh nhưng còn chưa đầy đủ. Chừng nào mà cha sở hay cha phó, hay là một tu sĩ, hay là một vị trong hội đồng một vụ giáo xứ mà đại diện mục tử cách nào đó đến viếng thăm, thì họ cảm nhận có sự hiện diện của hội thánh, cách nào đó có sự hiện diện của Chúa. Cho nên cái việc viếng thăm các gia đình, gặp gỡ các gia đình, nhất là những gia đình trẻ đang gặp những vấn đề hiện tại của họ, vô cùng quan trọng. Và nếu như những người đại diện hội thánh mà không biết, không nghe, không hiểu, không thông cảm những tâm tư, những vấn đề của họ đang gặp, và nếu họ không có Chúa thì làm sao họ có thể giúp đỡ, hướng dẫn, dẫn dắt các gia đình đi đến với đồng cỏ xanh tươi, với lương thực, hằng sống là chính Chúa Giêsu Kitô. Thế cho nên những người mà đi đồng hành viếng thăm các gia đình một cách nào đó đại diện cho hội thánh, cho cộng đoàn hội thánh tại địa phương, thì những người đó phải là người có Chúa, và đồng thời phải là người giống như Chúa, là mang lấy mùi chiên. Nghĩa là phải nghe, phải gần gũi, phải thấu hiểu, phải thông cảm. Nghĩa là tỏ lòng thương xót của Chúa. Bởi vì người ta không nhận ra lòng thương xót của Chúa, bởi vì Chúa vô hình. Nếu không thông qua khuôn mặt hữu hình của hội thánh, mà cụ thể là các cha, là các tu sĩ, là những anh chị em tông đồ giáo dân, cách nào đó đại diện giáo xứ cộng đoàn địa phương đến thăm viếng, hiện diện, hỏi han họ. Làm sao để thứ nhất có Chúa, làm sao để mang lấy hiểu và chữa lành các cái vết thương cũng như những tâm tư mình thấu hiểu, để xin Chúa ban ánh sáng giúp cho họ giải quyết vấn đề hiện sinh. Vậy thì đặt ra vấn đề là những người đại diện Chúa hội thánh đến thăm viếng phải có Chúa. Thứ hai, họ phải biết những vấn đề hiện tại của các gia đình. Nghĩa là họ phải mang lấy mùi của chiên.
Chỉ khi đó thì giám mục hiện diện ở trong cha xứ, cha xứ hiện diện trong người đại diện đi đồng hành với gia đình, người ta mới nhận ra được chính Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành. Một mình cha xứ coi mấy ngàn giáo dân không có đồng hành hết các gia đình nổi, nhưng mà chắc cha xứ sẽ quan tâm cách đặc biệt những con chiên bị thương tích, những con chiên nằm ở ngoài rìa của đàn chiên, những con chiên lìa xa đàn hay lạc đàn. Còn những con chiên khác, còn có những con chiên lành, những con chiên khỏe mạnh tương đối sẽ cùng đồng hành với cha xứ mà giúp đỡ. Cho nên Chúa không bỏ con chiên nào, nhưng Chúa quan tâm đặc biệt đến những con chiên đói, những con chiên bị thương tích, những con chiên đang có khả năng lìa xa lạc đàn. Bây giờ làm sao các mục tử, trước hết các mục tử phàm nhân, tức là các cha xứ, các linh mục, các giám mục đó, phải có Chúa đầu tiên. Rồi làm sao để các ngài cũng hiện diện trong những người anh chị em cộng tác viên của mình, giúp mình đi thăm viếng các gia đình. Vậy thì làm sao để có Chúa? Việc đầu tiên đó là người ấy phải là một con người cầu nguyện. Cầu nguyện thường xuyên, không chỉ là một giờ, một ngày, hai tiếng đồng hồ, một ngày, mà cầu nguyện 24/24. Nghĩa là cả khi làm việc, cả khi mình ăn, mình uống, mình giải trí, mình làm bất cứ việc gì cũng đều có Chúa. Đó là con người kết hợp thường xuyên với Chúa. Mà kết hợp với Chúa một cách cụ thể là thường xuyên lắng nghe và suy nghĩ lời Chúa và tham dự các bí tích. Đó là những gì Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện diện và ở lại với hội thánh để cùng đồng hành với chúng ta. Ngài thực hiện lời hứa Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chiếc cầu nó mới tạo lập nối hai bờ giữa Thiên Chúa với trần gian. Sự sống của Thiên Chúa bây giờ mới tuôn trào qua chiếc cầu, là cái kinh để dẫn đến trần gian. Trần gian vốn đang dẫy chết thì được tiếp sức sống của Thiên Chúa qua chiếc cầu Giê-xu là vị trung gian duy nhất. Ngài vừa là Chúa, Ngài vừa là người thật. Bây giờ chính hội thánh là nhiệm thể của Ngài, cũng vừa thần linh vừa thánh thiên, cũng đồng thời là những con người yếu đuối mỏng dọn tội lỗi. Chiếc cầu ấy thường xuyên trong mỗi tín hữu, mỗi một ngày lắng nghe, suy gẫm, cầu nguyện lời Chúa, cả trong những phút, những giờ cầu nguyện, thánh lễ, phụng vụ, cả những lúc đi đường. Bất cứ lúc nào ta cũng cầu nguyện với lời của Chúa, có thể bằng những lời nguyện tắc, có thể bằng một lời hát thánh ca, ca tụng ngợi khen Chúa. Khi bất cứ gặp một chuyện gì xảy ra, ta đều nhìn với con mắt của Chúa và hát lời chúc tụng ngợi khen tạ ơn. Một con người cầu nguyện là rất cần thiết để làm công tác đầu tiên là đi loan báo tin mừng và đồng hành với các gia đình. Cho nên nếu như cái việc đầu tiên ta muốn làm là phải nhìn lại bản thân mình, xem mình có gắn bó mật thiết với Chúa Kitô hay chưa, với lời Chúa hay chưa, thường xuyên tiếp cận các bí tích hay chưa. Đó là cái việc đầu tiên ta phải kiểm điểm lương tâm chính bản thân, chính cuộc sống mình. Các anh chị em nói: ô, chuyện này con dư rồi, ngày nào cũng đi lễ ngày thường. Các cha nói: ô, dư rồi, ngày nào cũng đọc kinh phụng vụ, cũng dâng lễ hàng ngày. Còn hơn thế nữa, hàng tháng còn tĩnh tâm, hàng năm còn tĩnh huấn 4 lần. Dư rồi. Nhưng mà có khi có nguy cơ chúng ta bị trở thành chủ nghĩa duy hình thức. Nói chủ nghĩa duy hình thức còn nhẹ, Chúa Giêsu còn nói đó là đồ giả hình. Coi chừng, chúng ta phải tỉnh táo, vì rất dễ rơi vào chủ nghĩa duy hình thức. Nghĩa là ta
ta an tâm với những gì đang có. Mỗi gia đình ngày nào cũng đọc kinh tối, trước bữa ăn lúc nào cũng đọc kinh, mỗi ngày lần một chuỗi mân côi, đi lễ hàng ngày, xưng tội một tháng một lần, có người còn hàng tuần á, rồi còn đi tỉnh huấn thì không bao giờ bỏ. An tâm quá. Nhưng mà khi nhìn lại cuộc sống người đó thì nhiều người chê trách. Nghĩa là giữa niềm tin và cuộc sống không đi đôi với nhau. Điều đó cho thấy rằng coi chừng ta trở thành một pha-ri-sêu thời đại. Coi chừng, bởi vì tất cả là phương tiện. Chúa nói không phải cứ kêu lạy Chúa là được vào nước trời, mà những ai thi hành thánh ý của cha ta, người ấy mới được vào nước trời. Có phải lời Chúa mà ngày hôm nay chúng ta nghe, sẽ nghe. Các anh, các chị đã đi lễ thì nghe cái lời đó ngày hôm nay nè. Hay là một lát nữa sẽ nghe nè, trong thánh lễ. Cho nên không phải cứ đi lễ mà không thi hành lời Chúa. Ngược lại, có người không đi lễ, ít đi lễ, mà toàn bộ đời sống họ là sống thực hành lời Chúa. Thì ai là con cái? Trong dụ ngôn, câu chuyện Chúa Giêsu kể ra về hai người con. Người con nhất bảo, vâng, con sẽ đi làm, nhưng mà không làm. Đứa con thứ hai bảo, không, con không làm, nhưng cuối cùng hối hận, nó làm. Vậy thì làm mới là quan trọng, chứ không phải chỉ là đọc kinh cầu nguyện. Cho nên cái con người cầu nguyện, con người có Chúa để đi đồng hành với anh em mình, trước hết phải có Chúa, mà có Chúa là làm theo thánh ý Thiên Chúa Cha, qua những lời Chúa Con dạy. Thường xuyên nghe lời Chúa Con, thường xuyên suy gẫm Chúa Con, thường xuyên nhìn vào cái cuộc sống và cái chết phục sinh của Chúa Con, để chúng ta hòa lại trong cuộc đời mình. Mình trở thành lời sống động cho anh em. Bây giờ mình mới là con người cầu nguyện. Nghĩa là đức tin là một đức tin dấn thân, chứ không chỉ là tin bằng cái đầu, mà là một đức tin biến cải toàn bộ đời sống. Cả trong khi ta đi làm ăn, cả trong khi ta đi giải trí, cả trong khi ta nghỉ ngơi, hay là ta đi lễ, đi nhà thờ. Nghĩa là trong mọi giờ khắc của cuộc sống thì luôn luôn ta có Chúa, ta làm, ta sống tất cả mọi sự nhất nhất theo lời Chúa dạy. Đó là con người cầu nguyện. Có thể bề ngoài một ai đó chẳng đi lễ thường xuyên, nhưng mà cái tâm tư của họ thường xuyên có lời Chúa, và họ khao khát, họ băn khoăn, lúc nào cũng sống theo lời Chúa, thì con người đó là con người cầu nguyện, là con người có Chúa. Trong đại gia đình của tôi có hai anh em ruột. Một người đi lễ thường xuyên sau năm 75, sau khi đi học tập về, lấy vợ. 20 năm sau qua Mỹ đi HO. Bây giờ ly dị. Rồi người vợ ấy điên khùng. Còn cái người ấy đi lấy vợ khác. Làm được nhiều tiền về Việt Nam tậu một vợ khác, tậu một mảnh đất khác. Đi lễ hàng ngày đó, trước đây là đi lễ hàng ngày. Và không những thế còn giúp đỡ cho xứ ở miền, giáo xứ miền quê nọ rất nhiều. Và nổi tiếng là một con người quảng đại, một con người đạo đức. Một thành viên khác trong đại gia đình cũng đi học tập lâu năm hơn, cuối cùng về cũng đi bảo lãnh. Nhưng mà trước khi đi bảo lãnh thì kịp giao hòa lại với người vợ bất trung. Trong những năm chồng đi học tập đã lấy chồng khác, lấy một cán bộ khác để có nơi nương tựa và nuôi con. Nhưng mà khi chồng về thì ăn năn sám hối, rồi cuối cùng cũng muốn tái hợp. Người chồng ấy sau 2 năm đau khổ sống đơn độc một mình với chị, rồi cuối cùng cũng chấp nhận lời giao hòa, hai người tái hợp. Nhưng mà đồng thời còn nhận thêm cả cái hoa trái của người vợ với cái người đàn ông kia nữa, tức là một em bé.
Người này xưa trước 75 vốn không bao giờ đi lễ ngày thường, thỉnh thoảng thường xuyên bỏ lễ Chủ nhật, chỉ lo làm ăn thôi, và giao du thường xuyên với giới ca sĩ nghệ sĩ, nên rất nghệ sĩ và phóng khoáng. Nhưng mà sống giữ những gì mà lời Chúa dạy thông qua những gì mà ông cha trong gia đình dạy, nghĩa là không dám vượt hàng rào luân lý. Ngay cả khi bị thương tích vì Chúa bảo phải tha thứ, và cuối cùng phải đấu tranh sau 2 năm chấp nhận tha thứ người vợ bất trung kia, hai người con ứng nghiệm lời câu chuyện Chúa Giêsu dạy. Đứa nói vâng, cuối cùng không làm. Đứa nói không, cuối cùng lại làm. Vậy thì làm mới quan trọng, sống đạo mới quan trọng. Nhưng ta sẽ không sống đạo được, ta sẽ chẳng làm điều gì hợp với thánh ý Chúa Cha được, nếu ta không biết, nếu ta không nghe, nếu ta không cầu nguyện như là một công việc cầu nguyện. Nghĩa là nếu không đi lễ, nghĩa là nếu không tham dự bí tích. Vậy tham dự bí tích và sống đạo gắn với nhau. Sống đạo cũng cần phải có tham dự bí tích, dầu không thường xuyên nhưng mà cũng cách nào đó thường xuyên trong trái tim. Còn người tham dự phụng vụ bí tích thường xuyên mà ít sống đạo, không sống đạo, trong thực tế nó có một khoảng cách, thì người đó không phải là con Chúa. Chúa nói cứ kêu lạy Chúa là không phải như thế mà được vào nước trời, mà ai làm theo thánh ý Chúa Cha. Đó là điều thứ nhất để cho chúng ta trở thành những người đại diện Chúa, hội thánh, đồng hành với các gia đình đang gặp những vấn đề thương tích mà đầy dẫy. Ta phải là người có Chúa, mà yếu tố đầu tiên có Chúa là như chúng ta vừa nói. Thứ hai, có Chúa là phải làm sao? Có Chúa giống như hai môn đệ trên đường Emmaus, có những lúc thất vọng thì chính Chúa lại hiện ra. Mà khi Chúa hiện ra, ta lại không ngờ. Một hồi khi nghe trái tim nó sôi, nó bỗng nó nóng lên vì nghe cái người khách lạ nói kể về chuyện kinh thánh, trở thành ánh sáng để ta nhận biết những chuyện đang xảy ra trong cuộc đời ở Jerusalem. Họ mới nhận ra cũng bấy nhiêu sự kiện bây giờ được nhìn trong ánh sáng mới. Có nghĩa là trước đây họ tin rằng Giê-xu là đấng cứu thế, nhưng bây giờ bị đóng đinh chết rồi, họ thất vọng. Sau khi nghe vị khách lạ trên đường Emmaus lấy kinh thánh ra để mà diễn giải, họ cũng cái sự kiện đó, họ nhận thấy ô, đấng ấy phải chịu chết như lời kinh thánh tiên báo. Và đó là một điều mầu nhiệm mà Thiên Chúa Gia-vê muốn, vì đấng cứu thế là một đấng tôi trung chịu đau khổ như Isaia loan báo. Và điều đó đã ứng nghiệm trong con người sự kiện Giê-xu thành Nazareth, cách đó mấy hôm chịu chết, chịu đóng đinh, và bây giờ Ngài đã sống lại. Nhưng mà họ chỉ nhận ra đấng phục sinh khi lòng họ nóng lên, rồi ngồi lại với đấng ấy, bẻ bánh. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng rồi trao cho họ. Họ mới nhận ra Ngài. Và chính lúc họ nhận ra Ngài thì Ngài biến mất. Trên yếu tố thứ hai của việc có Chúa là mở lòng, rộng lòng mình ra để cho thánh thần của Chúa soi sáng cũng những biến cố đang xảy ra, nhưng ta nhìn lại trong ánh sáng của lời Chúa. Và chính khi đó, chính khi ta tiếp cận với chính bí tích, và đặc biệt là bí tích thánh thể, là bí tích tưởng niệm cuộc vượt qua của Đức Giêsu Kitô, thì ta nhận ra có Chúa đồng hành. Nhưng mà Chúa đồng hành chính lúc ta có trải nghiệm được mặc khải thì Chúa biến mất.
Cho nên không phải lúc nào ta cũng được an ủi, không phải lúc nào được sốt sắng mới là có Chúa, mà cả những lúc chúng ta cảm thấy như không còn có Chúa nữa. Sao Chúa bỏ đi đâu mất rồi? Sao con xin hoài mà Chúa không cho? Cả những lúc ta cảm thấy khô khan thì Chúa vẫn có đó. Và chính lúc đó Chúa ẵm ta, Chúa cõng ta trên vai mà ta không ngờ và ta không biết. Cái hình ảnh của cái việc này diễn tả trong một bức tranh nổi tiếng là hai dấu chân trên cát. Các anh chị ông bà có bao giờ thấy cái bức tranh này chưa? Ai thấy rồi giơ tay coi. Đấy, có một số ít người có thấy rồi đấy. Hai dấu chân trên cát. Đi trên cát bãi biển đó, có hai cái vết chân. Một vết chân của Chúa và một vết chân của con. Nhưng rồi, chính trong những lúc sóng còn trỗi dậy, bão tố, người ta thấy chỉ còn có một dấu chân thôi. Một dấu chân lớn của Chúa thôi. Dấu chân nhỏ của con biết đâu mất. Thì lúc đó tôi tưởng rằng không có Chúa nữa hay không có tôi nữa. Nhưng thật ra lúc bấy giờ Chúa đang ẵm tôi, đang cõng tôi lên vai, cho nên tôi không còn bước đi nữa. Đó là cái hình ảnh nói lên cái mầu nhiệm Chúa đồng hành cả trong những giây phút ta tưởng Chúa không có, ta tưởng Chúa đi vắng. Đó là cái giây phút giống như Đức Giêsu Kitô trên thập giá, cuối cùng chính Ngài cũng bị cái cám dỗ đó. Ngài bị cám dỗ rằng Cha cũng đã bỏ Ngài. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lạy Chúa tôi, sao Chúa nỡ bỏ tôi? Con Thiên Chúa mà còn bị cám dỗ rằng Thiên Chúa Cha bỏ mình, bỏ rơi mình, huống gì là chúng ta. Cho nên những lúc mà anh chị em hay các gia đình đang bị thương tích mà gặp khó khăn trong đức tin, không còn có gì để tin nữa, để hy vọng nữa, thì nhớ rằng những giây phút ấy Chúa hiện diện nhiều hơn hết, vì Chúa đang cõng ta trên vai. Đó là cái yếu tố thứ hai. Một con người có Chúa là chúng ta luôn luôn trông cậy vào tình thương của Chúa toàn năng, giống như Abraham vẫn tiếp tục trông cậy, hy vọng cả cái lúc ông cảm thấy tuyệt vọng. Đức tin và lòng trông cậy của Abraham là gương mẫu cho tất cả chúng ta, cho nên ông được gọi là cha của những kẻ tin. Câu chuyện mà ông hiến tế Isaac người con một, trong khi Chúa hứa sẽ cho dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển, mà lại thông qua đứa con thừa tự duy nhất là Isaac, bây giờ Chúa lại bảo đem hiến tế. Ông vẫn tin dầu thấy thất vọng. Thất vọng bởi vì hiến tế Isaac nghĩa là ông sẽ không còn có con, lời hứa Thiên Chúa sẽ không thực hiện. Nhưng vâng phục Chúa tuyệt đối, dẫu không biết, dẫu không hiểu, nhưng trước lời Chúa, mệnh lệnh của Chúa, ông vẫn tin tưởng và thi hành. Đó là lý tưởng mẫu mực của đức tin. Các gia đình rất nhiều lúc chúng ta cảm thấy thất vọng, bế tắc trước cái vấn đề, nhưng chúng ta vẫn trung thành sống theo thánh ý Chúa, tôn chỉ của Chúa qua hội thánh dạy. Đó là ta họa lại sống đức tin và lòng trông cậy của Abraham, là khi dẫu ta không cảm nghiệm nhưng ta biết Chúa luôn luôn hiện diện và đồng hành. Mà chuyện này là chuyện bình thường. Ngay cả các thánh như Teresa Avila đó, Teresa dòng Carmelite, Các Minh đó, suốt 20 năm trời cũng sống trong đan viện, cũng cầu nguyện như mọi chị em mà không cảm thấy có Chúa. Đức tin nhiều lúc khủng hoảng, nhưng bà vẫn không bỏ ơn gọi, vẫn tiếp tục đi tới. Và chỉ có những năm cuối cùng, mẹ Teresa Avila, Teresa Giêsu đó, mới trở thành là một con người cầu nguyện,
một con người hay xuất thần. Đó là ơn Chúa ban cho những người tiếp tục tin tưởng trông cậy. Thế cho nên để đồng hành với các gia đình, chính chúng ta, và đồng thời giúp cho các gia đình sống cái đức tin và lòng trông cậy đó. Không phải khi ta sốt sắng ta mới có đức tin mạnh mẽ, mà cả khi ta cảm thấy mình không còn gì để tin, chợt dễ bỏ đạo, dễ bỏ Chúa, ta vẫn tiếp tục không ngã lòng mà vẫn bước tới, thì đó là ta sống hiện diện của Chúa. Và Chúa hiện diện trong ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dầu ta không cảm thấy gì. Người ta bảo yêu là cả khi không còn cảm giác yêu vẫn tiếp tục yêu. Hãy nói với các gia đình trẻ, các bạn trẻ như vậy. Cả khi hai người chán nhau lắm rồi, không còn gì để có thể tiếp tục, mà không những thế, họ còn gây cho nhau đau khổ tổn thương, thì họ vẫn tiếp tục trung thành sống tình yêu trung thành bất khả phân ly như Chúa sống. Đó là họ sống thánh ý của Thiên Chúa, nghĩa là họ tiếp tục trung thành với cái giao ước họ đã công bố lời ưng thuận, thì đó là họ tiếp tục sống đức tin dẫu không còn gì để có thể tin. Họ tiếp tục hy vọng dẫu không còn gì để có thể trông cậy. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là phải để có Chúa, ta phải học hỏi lời Chúa, học hỏi giáo lý, học hỏi Kinh Thánh, để mà chúng ta có thể hiểu và sống. Nhưng mà lời Chúa và Kinh Thánh cần phải được giải thích ra trong thời đại hôm nay. Lấy thí dụ, hồi xưa chưa có cái chuyện xảy ra cái hiện tượng mang thai nhờ kỹ thuật y khoa, cho nên thấy trong Kinh Thánh chẳng có chỗ nào Chúa Giêsu nói được phép hay không được phép, chẳng có thấy chỗ nào Chúa nói có nên hay không nên mang thai mà không có chồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì hiện tượng đó nó đang có xảy ra. Vấn đề nhiều chị em không muốn có chồng mà muốn có con, nhiều chị em lấy chồng mà không có con, đau khổ quá. Bây giờ tiền làm ra nhiều, giờ làm sao? Người ta sẵn sàng giúp mình có con nè, thế là đem vài trăm triệu lên bệnh viện nhờ sự trợ giúp của y khoa để mà phối giữa giao tử của chồng và giao tử của vợ, rồi mang thai tự nhiên 9 tháng 10 ngày sinh con. Đứa con sinh ra vẫn ngon lành, thông minh, bình thường. Chuyện đó ngày hôm nay người ta làm được, và người ta đang làm ào ào ở ngoài kia kìa. Tại sao giáo hội không cho phép? Giáo hội nói điều này trái với thánh ý Thiên Chúa. Giáo hội căn cứ vào đâu? Giáo hội giải thích những cái giáo lý này nó đi vào đời sống, và cái quyền giải thích lời Chúa để lời ấy trở thành đi vào đời sống là quyền mà Chúa Giêsu trao cho Phêrô và các tông đồ, và tiếp tục trao cho những người kế vị các tông đồ là các đức giám mục, mà các đức giám mục hội họp nhau toàn thế giới trong các thượng hội đồng và các công đồng cùng với Đức Giáo Hoàng để đưa ra những lời giải thích này dưới cái hình thức tông huấn hay là thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Và bây giờ chúng ta đang triển khai cái tông huấn đấy đi. Cái tông huấn cuối cùng là tông huấn niềm vui tình yêu, là về gia đình đấy. Cho nên những gì mà hội thánh dạy, ta gọi là tông huấn, đó chính là giải thích của mấy ông tông đồ về lời Chúa, và cái quyền đó là quyền Chúa Giêsu trao cho các tông đồ, trao cho các đức giám mục. Cho nên mình sống theo những gì hội thánh dạy, chẳng hạn trong cái vấn đề về có con, trong cái vấn đề về kế hoạch hóa tự nhiên, trong cái vấn đề từ chối những cuộc tình ngoại hôn, trong cái vấn đề sử dụng tính dục bất chính, tất cả những gì chúng ta cố gắng sống theo lời hội thánh dạy, tức là ta thi hành thánh ý Chúa. Vì hội thánh dạy là hội thánh không tự mình dạy, mà là dạy lời của Chúa được hội thánh giải thích trong những vấn đề mới của hiện tại, của thời đại.
Cho nên những ai tin lời hội thánh mà sống theo dầu chưa hiểu hết, người đó đang thi hành thánh ý Thiên Chúa. Các anh chị em hiểu không? Tôi có một đứa cháu họ, nó lấy chồng 5 năm không có con, mà chúng nó học hành xuất sắc, ra đời làm ăn thành công. Hai vợ chồng làm một doanh nghiệp nhỏ, bây giờ đau khổ vì không có con. Nó mới bàn bàn với chồng, thôi bây giờ mình đi thụ tinh trong ống nghiệm, tốn vài 300 triệu, thất bại một lần, làm lần thứ hai gần nửa tỷ bạc, rồi lần thứ ba cuối cùng cũng đậu, mang thai. Cái này mình đâu có mang thai tinh trùng của cái ông đàn ông nào khác đâu, của chồng mà. Mà trứng này người ta cũng trích từ của mình mà. Thế là sinh ra đứa con. Đứa con nó đẹp đẽ, nó khỏe mạnh, nó thông minh. Bây giờ nó 5 tuổi. Bây giờ cái đứa đó nó tới nó mon men, nó kêu cháu muốn có đứa thứ hai. Mặc dù sinh con thụ tinh bình thường tự nhiên không được, nhưng mà con vô cái ngân hàng phôi lần trước đó, lấy thêm đứa nữa nhét vô, thêm đứa thứ hai, tốn vài 100 triệu thôi, kỳ này ít hơn. Nó biết hội thánh không cho phép, nhưng nó vẫn làm. Nó kêu làm xong rồi mai mốt đi xưng tội. Bây giờ khao khát có con quá. Bây giờ xin phép thì chắc chắn là biết là cha không cho rồi. Thôi cứ làm đại tiền trảm hậu tấu, rồi mai mốt có muốn đi rước lễ hả? Đi xưng tội. Đi xưng tội, cha ban phép gia tội xong là rước lễ. 5 năm sau lại có đứa con, sinh xong ra lại đi xưng tội. Rồi cha cứ phải ban phép giải tội, lòng thương xót mà. Thế là xong, lại đi rước lễ. Thế thì những con người đó có phải là những người con cái Chúa không? Có thực sự họ ăn năn thống hối khi đi xưng tội không? Mà thực sự họ cũng chẳng biết cách ăn năn nữa, bởi vì họ không nghĩ đó là tội. Họ chỉ nghĩ rằng cái khao khát làm mẹ, làm cha là cái khao khát vô cùng thiêng liêng. Cái khát vọng đó rất lớn, mà phải vượt qua mọi cỡ trở ngại, kể cả giáo huấn của giáo hội. Còn một cái cặp khác, lấy nhau 23 năm rồi không có con, mà bao nhiêu lần người ta cũng bảo đi thụ tinh trong ống nghiệm đi, dứt khoát không, vì kính sợ Chúa, vâng lời hội thánh. Chồng thì đi đánh đàn, kéo thổi kèn, vợ thì kéo violon cho một cái ca đoàn rất lớn nổi tiếng. Và vợ chồng bây giờ đang tham gia vào hội đồng mục vụ giáo xứ, vợ thì coi các bà mẹ. Họ rất là hạnh phúc, không có con, nuôi con của đứa em. Đứa con gái là đứa cháu đó, sống trong nhà hai vợ chồng giống như là con vậy đó. Mọi sự lo chu tất, từ ăn uống cho tới học hành. Bây giờ nó vô sinh viên rồi, vẫn cảm thấy hạnh phúc như thường, vẫn cảm thấy mình là một kẻ sinh thành, một đấng phong nhiêu, nhưng mà kính sợ Chúa qua vâng lời hội thánh. Có thể mình không hiểu tại sao hội thánh không cho phép, nhưng mà vì vâng lời, vì kính sợ Chúa, mình vẫn tiếp tục giữ và không ngã lòng. Đó là những con người biết nghe và tuân hành thánh ý Chúa. Thưa anh chị em, nếu chúng ta đồng hành với các gia đình trẻ, với những vấn đề hiện tại các gia đình trẻ đang đối diện, nào là ngoại tình đồng tính nữa kìa, nào là vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm do những cặp hiếm muộn nè, nào là những vấn đề ngừa thai nè, mà ngừa thai thì đủ thứ chuyện, chiếc vòng là nhiều nhất, rồi tới cái condom nè, rồi tới những cái gì ở dưới da nè, rồi viên thuốc ngày hôm sau nè. Các anh chị em có biết giáo huấn của hội thánh về những vấn đề này không? Khi anh chị em viếng thăm các gia đình, gặp toàn những vấn đề này, chúng ta sẽ đồng hành, sẽ đối thoại, sẽ nói chuyện thế nào? Thì cái khôn ngoan nhất, nếu không hiểu, anh chị em dắt tới cha xứ, chứ đừng có trả lời bậy bạ. Nhiều anh chị em nói vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm là tốt, mà cũng không biết hội thánh cấm. Có một cụ già ở cửa một cái nhóm kia, tôi đi giúp tĩnh tâm giảng về cái chuyện này. Cụ nói, tôi kể cái câu chuyện này ra, cụ nói trời ơi tốt quá, con vẫn hằng tạ ơn Chúa vì khoa học ngày hôm nay cho những vợ chồng hiếm muộn có khả năng có con. Mà ông không hề biết rằng điều đó không được phép.
mà có nhiều người biết là không được phép, cũng không hề biết tại sao giáo hội cấm. Cho nên phải học. Yếu tố thứ ba, phải học giáo lý. Mà các anh chị em, các ông bà gặp những vấn đề đó, hiện tại đã học giáo lý về những vấn đề này chưa? Hầu hết là chưa, vì nó mới quá, nó mới xảy ra quá, mà chính các cha cũng chưa học nữa, chưa cập nhật kịp nữa. Cho nên phải khao khát đi học giáo lý. Và một trong những buổi tỉnh huấn của hạt mà trong mười mấy hạt của năm nay nè, là nhằm giúp cho các tông đồ gia đình biết những chuyện đó, để mà đồng hành đi thăm viếng các gia đình, để chúng ta có cái thái độ thích hợp, thái độ lòng thương xót của Chúa, và đồng thời nhận biết chân lý. Bởi vì lòng thương xót là lòng thương xót trong chân lý, tình yêu là tình yêu trong chân lý. Hôm nay cũng chỉ mới nói gọi là dẫn nhập vào, còn những chuyện để giải quyết thế nào cần phải 2 hay 3 buổi nữa. Hẹn gặp các anh chị em trong những buổi khác, hay là trong cái giờ sau, những cái thắc mắc nào trực tiếp chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và giải đáp. Giờ này đã hết 45 phút nói chuyện rồi, phải không? Chúng ta nghỉ giải lao nhé.